Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 10, chương trình sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại kỳ họp của Quốc hội. Câu chuyện xúc động xung quanh cuốn nhật ký của bà Nguyễn Thị Vân, phu nhân Tổng Bí thư Lê Duẩn. Miễn thuế nhập khẩu đối với xe ô tô Lao Bảo khi kê khai tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội tiếp tục thảo luận các vấn đề về kinh tế xã hội tại hội trường. Phát biểu thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng, trong bối cảnh dư địa chính sách tài khóa tiền tệ đã rất chật hẹp, độ mở của nền kinh tế lớn, căng thẳng thương mại Hoa Kỳ Trung Quốc leo thang, đồng chí kiến nghị xác định rõ động lực cho tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2019 và trung hạn. Theo đồng chí Hà Sĩ Đồng, sâu chuỗi các sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự liên quan đến Mỹ-Trung cho thấy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bộc lộ bản chất là một cuộc đối đầu chiến lược, không phải thuần túy thương mại, cần xác định rõ đây là cuộc chiến tổng lực lâu dài đối với cả hai bên, cả về thương mại, kinh tế nói chung và cả về an ninh quân sự đối ngoại. Cũng theo đồng chí Hà Sĩ Đồng, đây là thời điểm đặc biệt nhạy cảm, đòi hỏi chính sách ngoại giao của Việt Nam phải hóa giải được những tình thế lưỡng nan, cũng như chấp được cơ hội, tránh hoặc là giảm thiểu những rủi ro và mối nguy tiềm ẩn. Đồng chí cho rằng, động lực cho tăng trưởng kinh tế tới đây chủ yếu phải trông vào các chính sách và giải pháp tác động từ phía tổng cung. Đề cập đến vấn đề của Quảng Trị, đồng chí Hà Sĩ Đồng cho biết, nhiều năm qua, chính phủ Việt Nam và chính phủ Liên bang Nga đã tổ chức nhiều hội thảo cấp cao, trong đó hai chính phủ đã thống nhất với đề nghị của tập đoàn Gazprom và tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN xây dựng nhà máy điện khí tự nhiên từ mỏ báo vàng tại Quảng Trị. Xét thấy đây là dự án quan trọng của quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng chí đề nghị Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan sớm báo cáo Thủ tướng xem xét phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch điện 7, đưa dự án này vào danh mục các dự án ưu tiên Việt-Nga mà phía Nga đang quan tâm để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Ban Chấp hành Trung ương, bà Nguyễn Thị Vân, phu nhân Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từ trần lúc 21 giờ 15 phút ngày 26 tháng 10 năm 2018, hưởng thọ 93 tuổi. Để bày tỏ lòng thành kính đối với bà, phóng sự sau đây xin giới thiệu một trong những câu chuyện xúc động xung quanh cuốn nhật ký của bà mà phóng viên của chúng tôi từng tiếp cận được. Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn, hiện đang giữ cuốn nhật ký của mẹ ông là bà Nguyễn Thị Vân. Cuốn sổ nhỏ này là món quà đồng chí Lê Duẩn tặng người vợ sắp cưới khi ông hoạt động cách mạng tại Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp. Trong những trang đầu tiên của cuốn nhật ký, có một chi tiết hết sức thú vị, đó là bài thơ đồng chí Lê Duẩn viết tặng người yêu, thể thơ lục bát, với những câu từ dung dị, song lại hết sức nồng ấm và chứa chan tình cảm lứa đôi. Hôm nay trời lạnh mây quang, gió xuân đồng thắm muôn vàn yêu thương, tư tình cô lại vấn vương, lòng xuân cô những mùi hương đậm đà, chung tình ta lại với ta, say sưa bao xiết là ta với mình, cho hay là giống hữu tình, đố ai cắt được tơ mảnh làm đôi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lê Kiên Thành sinh sống với cha tại miền Bắc, còn mẹ ông, bà Nguyễn Thị Vân hoạt động cách mạng ở miền Nam. Cũng chính nhờ cuốn nhật ký này của mẹ mà sau khi đất nước hòa bình thống nhất, ông đã biết được chính xác ngày tháng năm sinh của mình, cũng như cái tên Kiên Thành mang theo niềm khát vọng của bố mẹ và quyết tâm chung của cả dân tộc. Ngày sinh Kiên Thành ngày 17 tháng 4 năm 1955 vào 11 giờ trưa. Kiên Thành tức là kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ đến thành công, đó là ý chí của toàn dân mà cũng là của cha con nữa. Với tiến sĩ Lê Kiên Thành, cuốn nhật ký hơn 50 năm trước của mẹ là báu vật gia đình. Càng đọc và suy ngẫm về nó, ông càng hiểu và kính yêu hơn cha mẹ mình,
những người cộng sản đã hiến dâng trọn cuộc đời cho niềm hạnh phúc chung của cả dân tộc. Từ kiến nghị của chủ xe ô tô Lao Bảo và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với xe ô tô Lao Bảo khi kê khai tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi phương tiện mang biển số LB nhập khẩu trước ngày 1 tháng 9 năm 2016, biển số màu vàng, sang biển số trắng, biển số thông thường theo quy định. Đối với các phương tiện có biển số LB không đáp ứng các điều kiện để đăng ký lưu hành thì thực hiện thanh lý. Tại tỉnh Quảng Trị có 175 xe ô tô biển số LB, chủ nhân của xe ô tô là các doanh nghiệp có trụ sở đóng tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo. Loại xe này nhập khẩu để phục vụ sản xuất, kinh doanh ở trong khu thương mại đặc biệt nên được miễn thuế. Thời điểm nhập khẩu, xe ô tô mới 100%. Khi chính sách ưu đãi dành cho khu thương mại đặc biệt kết thúc, số xe ô tô này phải chuyển sang biển số trắng. Sáng nay, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019 và đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh. Trong năm học mới 2018-2019, Trường Cao đẳng Y tế có trên 840 sinh viên theo học, trong đó hệ cao đẳng y dược chính quy có trên 160 sinh viên. Cao đẳng hệ liên thông chính quy là gần 470 sinh viên. Hệ trung cấp chuyên nghiệp văn bằng 2 dược là 51 y sinh và 36 học viên thuộc dự án Medipeace. Đặc biệt, trong năm học này, nhà trường sẽ tiến hành đào tạo cho 142 sinh viên lưu học sinh Lào. Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã hoàn thiện và nâng cao cơ sở vật chất trường học với hệ thống giảng đường đa khoa và phòng khám đa khoa là cơ sở thực hành tiền lâm sàng cho sinh viên. Chất lượng đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng cao với 32 trên 33 giảng viên có trình độ sau đại học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học. Trong buổi lễ khai giảng, với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, cán bộ giáo viên và sinh viên Trường Cao đẳng Y tế cũng đã vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng. Cũng sáng nay, trường mầm non iSmile tổ chức lễ công bố thành lập và cắt băng khánh thành trường mầm non iSmile. Trường mầm non iSmile có địa chỉ tại đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà, là mô hình trường mầm non tiên phong áp dụng chương trình hội nhập quốc tế vào hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc kết hợp dạy tiếng Anh có giáo viên bản xứ, rèn luyện kỹ năng tư duy USMAC, bản quyền quốc tế, phát triển trí tuệ cảm xúc, trường gồm các phòng học, các phòng chức năng được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có năng lực vững vàng. Bếp ăn của nhà trường được xây dựng theo đúng quy trình một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường mầm non iSmile khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ nhu cầu chăm sóc giáo dục con em trong tỉnh, góp phần giảm tải cho các trường công lập trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, trong thời gian qua, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Đông Hà đã có nhiều việc làm ý nghĩa vì nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ hội viên, đặc biệt là các nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Trở về đời thường, sau thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong, tuổi đã cao, lại hay đau ốm, bệnh tật, nên cuộc sống của bà Phạm Thị Nhỏ ở phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà còn gặp rất nhiều khó khăn khi mọi sinh hoạt hàng ngày phải dựa vào người chồng. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Đông Hà thường xuyên động viên, thăm hỏi cũng như trao tặng nhiều phần quà nhằm giúp bà vượt qua khó khăn. Tôi là thêm một thanh niên xung phong, nhưng tôi lâm bệnh là 17 năm rồi, nhưng mà mới biến chứng là 3 năm. Là đồng đội là năm nào cũng có tặng quà, tôi rất là cảm ơn đồng đội. Hiện nay, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Đông Hà có 192 hội viên phụ nữ. Trong đó có nhiều nữ cựu thanh niên xung phong cô đơn gặp hoàn cảnh khó khăn. Ban công tác nữ của hội đã triển khai nhiều phong trào giúp đỡ hội viên. Trong đó, phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội được các hội viên hưởng ứng tham gia tích cực. Sau hơn 2 năm triển khai, hội đã tiết kiệm được gần 35 triệu đồng cùng với số tiền vận động được từ các nhà hảo tâm để thăm tặng quà cho nhiều hội viên đau ốm, bệnh tật, hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển sản xuất.
Mô hình nuôi heo đất của câu lạc bộ Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Đông Hà, mục đích là giúp đỡ cho đồng chí đồng đội của mình không có lương hưu và không có một cái thu nhập khoản nào khác. Cái thứ hai là những cái hội viên ốm đau nằm tại chỗ mà không có nơi nương tựa. Cái thứ ba là đặc biệt với các chị là cô đơn. Cái phong trào nuôi heo đất của Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Đông Hà được phát động từ mấy năm nay rồi. Sắp tới vận động toàn thể kể cả nam giới để thực hiện giúp đỡ cho đồng chí đồng đội mình trong cuộc sống. Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân nơi chiến trường, nữ cựu thanh niên xung phong trở về với cuộc sống đời thường. Và đối với họ, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Đông Hà đã trở thành mái nhà chung, là điểm tựa cho các hội viên, đồng viên cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, gắn kết thêm nghĩa tình đồng đội. Nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Hải Lăng vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận huyện tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tham gia diễn đàn có lãnh đạo Công an huyện, Công an xã và nhân dân các xã Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Tân. Tại diễn đàn, nhiều ý kiến của người dân đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hải Lăng, đồng thời cũng tham gia góp ý cho lực lượng công an về các vấn đề, đó là nhiều tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn như cờ bạc, lô đề, vi phạm an toàn giao thông vẫn xảy ra nhiều. Công an các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp ngăn chặn kịp thời và triệt để. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm các cán bộ công an vi phạm pháp luật để không làm ảnh hưởng chung đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Từ những ý kiến đóng góp tại diễn đàn, lực lượng công an huyện Hải Lăng sẽ kịp thời có kế hoạch chấn chỉnh và giải pháp khắc phục để xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. Hôm qua, Công an huyện Cam Lộ và Đoàn Thiện nguyện Y tế Tình thương thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Trong đợt này, Đoàn Thiện nguyện Y tế Tình thương thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà gồm chăn, gạo, thuốc chữa bệnh và một số nhu yếu phẩm khác. Đây là những phần quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với những hoàn cảnh không may. Qua đó động viên và chia sẻ một phần khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác giám sát của cộng đồng đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong triển khai hiệu quả. Hoạt động của các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình trên địa bàn huyện, đảm bảo mục đích sử dụng lâu dài cho nhân dân. Công trình sửa chữa khắc phục khẩn cấp kè Triệu Thuận được khởi công từ ngày 20 tháng 7 năm 2018, có tổng chiều dài gần 500 m, kinh phí thực hiện 2,5 tỷ đồng từ quỹ phòng chống thiên tai của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Để việc giám sát chính xác, hiệu quả cao, các thành viên ban giám sát đầu tư cộng đồng xã đã dành nhiều thời gian xem xét kỹ bản thiết kế công trình trước khi thi công. Sau đó phân công các thành viên thay nhau theo dõi quá trình xây dựng, kiểm tra vật liệu đầu vào, chủng loại, số lượng và kỹ thuật. Thì qua quá trình giám sát thì chúng tôi thấy những một cái số quá trình giám sát về cái thời gian rồi là chất lượng công trình về các cái hạng mục để thi công công trình, thì chúng tôi cũng thấy phát hiện một cái số mà trong cái chi tiết các cái hạng mục nó thiếu cái phù hợp về địa phương. Thì sau khi bàn họp bàn bạc với là bà con nhân dân của địa phương rồi là chúng tôi cũng có cái trách nhiệm bàn bạc với là chủ đầu tư rồi là cái công trình xây dựng có thay đổi một cái số hạng mục chi tiết, nên bà con nó cũng rất vui mừng và cũng yên tâm. Với chức năng của mình, thời gian qua, ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã thị trấn ở huyện Triệu Phong hoạt động rất tích cực, phát huy tốt vai trò giám sát, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Từ đầu năm đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Phong đã tiến hành giám sát hơn 30 công trình vừa và nhỏ. Trong đó có các công trình quan trọng như xây dựng đường giao thông, kênh mương thủy lợi, cầu cống, sửa chữa trường học. Trong đó có các công trình trọng điểm như hệ thống kênh tiêu úng Trung Sơn, Tài, Trạch, công trình sửa chữa khắc phục khẩn cấp kè Triệu Thuận và trạm y tế xã Triệu Thuận. Trong 3 năm gần đây, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện đã tổ chức 2 cái đợt tập huấn cho trưởng ban thanh tra nhân dân và trưởng ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã thị trấn. Và cái hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã thị trấn cũng ngày càng phát huy hiệu quả của mình.
mỗi khi có cái công trình triển khai trên địa bàn thì thường trực mặt trận cấp xã đã thành lập cái ban giám sát đầu tư của cộng đồng để tổ chức cái việc giám sát đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, và thông qua cái việc giám sát của ban giám sát đầu tư của cộng đồng để nâng cao chất lượng hiệu quả của các công trình xây dựng, đảm bảo cái hiệu quả sử dụng, đáp ứng cái lâu dài và cái nhu cầu của người dân. Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn ở huyện Triệu Phong đã phát huy được vai trò giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chung của cộng đồng. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.